Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Ngày hôm nay thì em Lê Hương lại lên sóng báo giá nhiều mẫu xe mới đang được chào bán bên em ạ. Hôm nay thì em Hương lại về thêm một chiếc xe độ nữa nhé. Hôm trước thì có về thêm một chiếc xe Hyundai Genesis độ lên form dáng của Ferrari rồi. Hôm nay em lại về thêm một chiếc xe Hyundai Genesis số tự động nữa ạ. Đợt này khi mà gần Tết rồi thì em về khá là nhiều mẫu xe. Vừa phục vụ bà con nhà mình chạy dịch vụ này, vừa phục vụ bà con nhà mình đi gia đình, đi chơi nhé. Về thêm Hyundai Genesis số tự động 2 cánh cửa. Hiện tại em Hương đang có 2 siêu phẩm Hyundai Genesis này. Em chào anh Đinh Đạt này, chào tất cả các bác nhà mình ạ. Bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn ạ. Và bên em Hương mới địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất là nhiều mẫu xe mới này. Số hotline em đã ghi ở đây rồi các bác nhé, 0354602790 ạ. Anh Linh Đạt ơi, tham gia livestream thì chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nè. Hôm nay là cuối tuần rồi. Chúc khách hàng nhà mình có một kỳ nghỉ ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Hải Dương thì đang rất là lạnh luôn. Rất là lạnh luôn các bác nhé. Thời tiết khá là khó chịu này. Thời điểm bây giờ các bác mua xe sẽ hợp lý hơn một chút so với tháng sau nhé. Cập giật thất Tết đến nơi rồi. 63 triệu là có xe đi xuyên Việt cho em ạ. 155 triệu có xe 7 chỗ ngồi số tự động. Nên các bác ơi quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Kết nối qua Zalo cho em ạ. Để lại số điện thoại cho em được không nào? Anh Viên, em chào anh Viên Nguyễn này. Anh Viên Nguyễn ơi, chiếc xe đấy cũng là form đẹp rồi mà. Em chào anh Giai Sáu Long nhé. Các bác nhà mình tham gia thì chia sẻ giúp em lên các trang cá nhân và hội nhóm được không nào? Nhiều mẫu xe mới về bên em này. Giá chỉ từ 63 triệu thôi là có xe rồi. Hôm nay thì cuối tuần rồi mà cũng khá là lạnh luôn nhá. Sale nhiều mẫu xe sập sàn luôn. Để các bác nhà mình có xe đi lại này. Tham gia livestream thì chia sẻ giúp em lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Chia sẻ lên cho em nào các bác ơi, đợi một chút nữa thì em Hương sẽ đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay với nhiều mẫu xe mới nhá. Đẩy view, đẩy like lên cho em ạ, rất là nhiều mẫu xe mới luôn. Giá chào bán chỉ từ 63 triệu có xe 5 chỗ ngồi. Gầm cao 5 chỗ thì em có Tucson này, gầm cao 5 chỗ em có Tucson này, Eco Sport này, em về thêm Cruise em có từ 2011 cho đến 2016 này, về thêm Innova số tự động, Innova số sàn. Và về thêm Hyundai i10 bản hatchback nhé. Về thêm rất là nhiều mẫu xe mới. Nên các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các trang cá nhân và hội nhóm để được mua xe với giá đẹp các bác nhé. Chào bác Cường Nhất, chào bác Xuân Cường. Hai bác nhà mình ơi tham gia livestream chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Em có về thêm Captiva máy xăng chỗ 7 chỗ ngồi tự động này. Có Captiva này. Em Hương xin phép được quay sang cam sau các bác nhé. Để đi báo giá luôn đây. Rất là nhiều mẫu xe mới về. Captiva máy xăng em lại về thêm số tự động này. Nếu như tầm trên 300 tự động thì hơi cao. Thì em có cả tầm trên 200 nhé. Chia sẻ mạnh có được giá đẹp không? Shop xinh gái ơi. Ok bác Cường Nhất nhé. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Giảm cực sốc trong ngày hôm nay. Giảm 10 triệu đồng trên một đầu xe cho các bác nhà mình khi tham gia livestream chia sẻ cùng em nhé. Đầu live thì em sẽ lên luôn một chiếc xe Ford Fiesta nhé. Một chiếc xe số tự động đời 2011 mà giá chỉ có 285 triệu thôi. Số tự động màu đỏ nhé, có đề lổ từ xa này. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng an toàn, biển 99 Bắc Linh. Form dáng nhỏ xinh, dễ đi, đặc biệt là số tự động thì hai vợ chồng đều có thể đi được nhé. Bằng B1 hay B2 các bác đều có thể thoải mái cho em ạ. Dán phim cách nhiệt chống ồn rồi. Lên đề lổ thông minh. Và em này có điều khiển từ xa nhá. Đề lổ từ xa 285 triệu trần lỉ zin ghế da cao cấp. Củ số của em này là thẳng nhá. Chỉ có lùi đỗ tiến và đi thôi. Rất là dễ nha các bác ơi. Lên màn hình rồi. Giá chào bán là 285 triệu cho chiếc xe Ford Fiesta. Số tự động đời 2011 đây. Form dáng nhỏ xinh. Chưa tới 300 triệu ạ. Em chào bác Nguyễn Tấn Tài, em chào anh Giai Cảnh Trần này. Con chào ông Mạnh Mạnh này, ông Mạnh Mạnh đi du lịch ở đâu rồi?
Ông ơi chia sẻ cho con em các trang cá nhân và hội nhóm nào cho anh ra nhôm kính Thành Lam nhé. Toàn bắt khách hàng thân yêu của em Hương thôi. Các bác ơi đẩy view đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Cơm thôi gái ơi, con cơm từ nhà rồi mới lên livestream ông ơi. Ford Fiesta 2011 em đang bán là 285 triệu, số tự động nước sơn màu đỏ này. Phiên bản hatchback form dáng nhỏ xinh dễ đi các bác nhé. Bác nào thích Ford Fiesta thì em có Ford Fiesta này. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Kia Picanto. Kia Picanto em này là bản nhập 3 khúc số tự động đời 2007 các bác ơi. 2007 có Kia Picanto. Em đang chào bán với giá là 185 triệu, dòng xe nhập nhập 3 khúc nhá. Em này là dòng xe nhập 3 khúc ạ, số tự động, máy số 1.2 nhưng đi cực kỳ khỏe luôn. Bác nào thích so form dáng nhỏ xinh, xe chưa tới 200 triệu thì em có cho các bác nhà mình một mẫu xe. Một mẫu xe Ford Kia Picanto bản nhập 3 khúc đây ạ. Các bác nhà mình ơi, đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em được không nào? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Chào anh ông Ngọc Quốc Huy này, chào anh Roy Ken Vi Trần này, hai shop. Các bác nhà mình tham gia để chia sẻ giúp em bằng những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới này. Picanto giá chào bán 185 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Hyundai i10. Hyundai i10 đời 2014 nhá, biển 27 này. 2014 bản ấn nhập đủ nguyên chiếc đời 2014 đây. Em đang bán với giá là 238 triệu. 238 triệu Hyundai i10 xe gia đình. Xi nhan trên gương đề lỗ thông minh, cam lùi cam hành trình có đầy đủ cho em rồi. Bác nào thích xe Hyundai i10 đặc biệt là xe gia đình nhá thì em có này, tên tư nhân xe gia đình. Máy số thì rất là ngon rồi, không cần phải bàn cãi rồi. Tiết kiệm nhiên liệu, ăn ít xăng, bản đủ xe gia đình đây. Nội thất quá đẹp nên để nổ start top này. Còn có gì nữa nào? Còn có giải đèn led quanh xe, trần nỉ zin đầy đủ cho em nhé. Giá chào bán là 238 triệu ạ. Xe ô tô tầm 300 triệu số tự động không em ơi? Anh Hoàng tử bonsai ơi, em có rất là nhiều nhá. Ford Fiesta còn chưa tới 300 triệu đâu anh ơi. Ford Fiesta đây. 285 triệu còn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Rất là nhiều mẫu xe các bác nhé. Các bác nhà mình ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em được không nào? Chào anh Giai Đỗ Hiếu, chào anh Nguyễn Huệ Quang này. Anh Giai Nguyễn Huệ Quang ơi, chia sẻ cho em nào. Chào anh Giai Trần Dũng này. Bên cạnh đây thì còn có i10 đây. i10 thì em có đời 2014 bản nhập ấn ạ. Nhờ bản nhập ấn ạ, giá chào bán em đang bán với giá là giá chào bán là 238 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Còn rất là nhiều mẫu xe nữa này, em còn có một dàn xe Cruy này, Mazda 3 này đầy đủ này. Bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning nhé. Kia Morning số tự động đời 2019, máy số zin hết cả xe luôn. Kia Morning em đang chào bán với giá là 345 triệu ạ. 345 triệu có Kia Morning đời 2019 zin hết cả xe luôn. Là xi nhan trên gương này, đèn gầm đầy đủ này. Quá hợp lý. Ok anh Trần Dũng ơi, tham gia livestream chia sẻ giúp em nào. Các bác nhà mình ơi, đã vào xem livestream của em Hương thì giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nhé. Kia Morning các bác nhìn này, hôm trước em Hương bảo là em nào mà chưa lên màn hình thì em bao màn hình, đúng như lời hứa của em Hương luôn. Em đã lên màn hình rồi. Kia Morning 2019 em Hương bao màn hình, lên màn hình luôn. Màn hình Android cảm ứng xịn luôn, cộng thêm cam lùi. Hôm trước em này là nguyên zin, chưa có màn hình đúng không ạ? Em đã nói luôn là những xe nào mà chưa có màn hình em Hương sẽ lên màn hình trực tiếp luôn cho các bác nhé. Đây, lên màn hình rồi. Giá không đổi nhé, 345 triệu. Màn hình cam lùi đầy đủ cho em. Có Kia Morning 2019 các bác nhé. Đây, có Kia Morning ạ. Chào anh Giai Hàn Huyên, chào anh Trần Thành Nhân này. Bên cạnh Kia Morning là một chiếc xe Hyundai i30. i30 số tự động đời 2008 nhá. Giá chào bán là 289 triệu. 289 triệu có cho em một chiếc xe i30 đây ạ. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nào. Chào anh Văn Quý này. i30 bản nhập Hàn nguyên chiếc. Cửa sổ trời có rồi này. Có đầy đủ cho em là điều hòa tự động, đèn pha bi cầu, biển thủ đô Hà Nội nhá. Giá là 289 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning Van.
Kia Morning Van em đang bán với giá là 225 triệu cho đời 2012, bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Các bác nhà mình ơi, có Kia Morning Van đây 2 chỗ ngồi, một em bán tải siêu mini nhá. Bán tải siêu mini em có Kia Morning Van đây ạ. Chào bác Giang Hân nào, các bác ơi giúp em với nào, giúp em bằng những lượt tim, những lượt chia sẻ mới nào. Bên cạnh đây em có 3 chiếc xe rất là đẹp luôn này. Đầu tiên là một chiếc xe Innova. Innova đời 2008, số tự động biển 20A, lức sơn màu đen. Innova số tự động nhá, máy 2.0. Các bác có muốn đi dịch vụ cũng ok, mà đi gia đình cũng ok. Nguyên bản xuất thân của em nó là xe gia đình các bác nhé. Táp ly táp lô đẹp này. Giật cơ mình. Táp ly táp lô đẹp này. Số tự động Innova đời 2008 đây, 310 triệu đồng ạ. Chào bác Hương Sơn, chủ shop xinh gái quá. Ok, chia sẻ cho em nào bác Hương Sơn ơi. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Giang. Anh Giang ơi, chia sẻ giúp em nào. Trần Nỉ Jin, 3 hàng điều hòa độc lập, số tự động có Innova nhá. Màn hình Android cảm ứng rồi. Một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Máy số ngon như mía luôn, ngọt như mía luôn các bác này. Không đâm xô, không ngập nước, không khoan đục. Xe chuẩn gia đình, có Innova, 310 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho các bác nhà mình với giá là 300 triệu tròn nhá. 300 triệu tròn chốt trên livestream ngày hôm nay. Có Innova này. Bên cạnh Innova là hai chiếc xe đến từ thương hiệu Chevrolet, thương hiệu Mỹ này, lắp ráp tại Việt Nam và đều mang biển kiểm soát thủ đô Hà Nội nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze, nước sơn màu vàng gold, đời 2011. 2011 thì là form sẽ cũ hơn một tí này, nhưng mà form dáng rất là đẹp. Số sàn máy 1.6, phanh ABS, màn hình Android cảm ứng, cam lùi đầy đủ rồi. Cruze 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze màu vàng gold, số sàn máy 1.6 đây ạ. Số sàn các bác nhá, 1.6 cực kỳ đẹp luôn. Nội ngoại thất đẹp, trần da 6D, màn hình cảm ứng này, biển thủ đô Hà Nội. Phanh ABS chống bó cứng an toàn, có cho em Cruze 2011, 245 triệu, biển thủ đô Hà Nội nhá. Bên cạnh 2011 là một chiếc xe 2016, cũng biển thủ đô Hà Nội luôn. 2016 này là form mới rồi. Cruze 2016 biển 30H, form mới, máy zin. 2016 sẽ lên được điều hòa tự động này, đèn pha tự động, gạt mưa tự động. Và em đang bán chiếc xe Cruze này với giá là 325 triệu. 325 triệu bao tiết hãng toàn quốc, máy số zin, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng có đầy đủ cho em rồi nhé. Các bác về chỉ việc đổ xăng là đi thôi, không cần phải thêm một cái gì nữa đâu ạ. Máy số zin, xe gia đình, 5 chỗ ngồi, máy 1.6, số sàn Chevrolet Cruze ạ, 325 triệu đời 2016 các bác nhìn này. Là dòng thể thao, phanh ABS chống bó cứng an toàn, xe quá là đẹp luôn. Chuẩn xe chủ tịch luôn ạ. Chào anh Lê Văn Toản, chào anh Duy Hương, chào bác Lê Thúy Bình này, chào bác Hoàng Hưng và chào Dung nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào anh Gia Hùng Lý ơi. Bên cạnh hai chiếc xe Cruze chủ tịch này, em còn có một chiếc xe Kia Morning đây. Kia Morning bản SNX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, bản nhập khẩu nhá, máy 1.0, số tự động. Số tự động màu đỏ, 239 triệu, biển thủ đô Hà Nội đây. Một chiếc xe nam nữ đều có thể đi được. Hơn nữa em này còn được lên đèn pha bi cầu rồi, siêu sáng luôn. Xin nhan chân gương này, la răng hoa mai thể thao, có cho em Kia Morning nhá. 239 triệu đời 2011 đây ạ. Bản nhập có đầy đủ sấy sẩy ghế, điều hòa auto, đèn pha bi cầu, ghế da cao cấp đầy đủ cho em rồi. 239 triệu là em Hương còn bớt và bao hồ sơ nhé. Có cho em Kia Morning. Thời điểm này là mua ô tô là quá hợp lý rồi các bác ơi. Ok, Dung chia sẻ nhiệt tình lên cho mình nhé. Chào anh Giang Nguyễn Quang 6 này, chào anh Phùng Văn Huy này. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning là một chiếc xe siêu đẹp luôn, siêu mới, siêu zin luôn. Một chiếc xe Kia Rio đời 2016, bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động, máy 1.4, 398 triệu cho chiếc xe Kia Rio. Lên được cam 360 này, màn hình xịn nhé. Em này nếu như thực tế giá chỉ bằng đời 2015 thôi, nhưng các bác mua được 2016, máy số zin, bao tiết hãng toàn quốc luôn. Kia Rio đời 2016, máy số zin, bản nhập 398 triệu. Lên màn hình Android xịn rồi. Na răng thể thao, lốp láp dày, xin nhan trên gương, lên cả bộ cam 360 nhé. Bộ cam 360 đã là gần chục triệu rồi. Màn hình Android cảm ứng, nhớ ga tự động cruise control đây.
chân nỉ zin, ghế da cao cấp, ghế da màu kem sữa, không hề rách vỡ hay là bẩn một chút nào luôn. Quá là đẹp luôn ạ. 398 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm ạ. Chào em gái Lê Hương chân dài gào to nhất xóm. Ok anh Giai Trương Nguyễn nào, chia sẻ lên cho em các bác ơi. Chào anh Trung Nguyễn, chào anh Bùi Đình Vương, chào anh Lê Hữu Diện nhé. Các bác thả tim thả like giúp em nào. Nhiều mẫu xe đẹp như thế này mà không gào lên, các bác không biết rằng là em Hương có 200 đầu xe, 63 triệu mua được xe 2 chỗ, 5 chỗ, đời cao siêu lướt, kể cả CX5 hay Mazda 3, Mazda 6 em đều có nhé. Kia Rio 2016 em đang bán là 398 triệu đây ạ. Quá là đẹp luôn ạ. Bên cạnh Kia Rio là một chiếc xe Mazda 3 cắt lỗ rồi, em này chính thức cắt lỗ rồi các bác ơi. Mazda 3 đời 2017 này, máy 1.6 2017 form mới, biển thủ đô Hà Nội siêu VIP đây. Giá chào bán là 535 triệu. Để biết được giá cắt lỗ trên livestream ngày hôm nay các bác ơi, để lại số điện thoại nhé. Chính thức cắt lỗ Mazda 3 2016 này, à 2017 xin lỗi, Mazda 3 2017 nhé, đang bán là 535 triệu, chính thức cắt lỗ này. Máy số zin, full option hiện đại, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, cửa sổ trời, hai chế độ lái tùy chỉnh này, có phanh tay điện tử rồi, có Mazda 3. Ghét bao nhiêu tiền? Ok anh Giáp Văn Hòa nhớ, ghét đâu ghét đây. Ghét biển thủ đô Hà Nội 1199 này, 148 triệu, có xe ghét đi rồi. Chưa tới 150 triệu mua một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn đời 2009 nhá, máy 1.1, sơn si sáng bóng, máy số ngon, nội ngoại thất sạch sẽ tươi mới này. Hyundai Ghét 148 triệu, vẫn còn bớt nọc thêm, vẫn còn bớt nọc thêm các bác nhé. Các bác ơi đẩy view lên, chia sẻ lên cho em nào. Khách hàng VIP nào chia sẻ bao giờ giá cũng cực kỳ hợp lý luôn. Trần thì bác chủ bọc thêm cái da cho sạch sẽ này, ghế da cao cấp này. Hyundai Ghét 148 triệu bao hồ sơ. Tất nhiên là đến với em Hương là còn lọc thêm nhá, để cho mình lấy cái vía may mắn này. Biển thủ đô Hà Nội, Hyundai Ghét đây. Anh ơi để lại số điện thoại cho em nào. Anh Giáp Văn Hòa ơi để lại số điện thoại cho em nào. Kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em đây Hương tư vấn và hỗ trợ nào. Chào anh Vũ Ngọc Tuyên này, chào anh Nguyễn Thanh Ngọc, chào anh Tâm Đảng, chào anh Huỳnh Tân này. Hyundai Ghét đây, xe nhập Hàn. Với cái tầm tiền chưa tới 100 triệu các bác có thể cân đối Hyundai Ghét cho em này. Bên cạnh Hyundai Ghét là một chiếc xe nữa đây, một chiếc xe đến từ thương hiệu Hyundai, nhưng em nói là Hyundai i10. Hyundai i10 đời 2014, bản đủ máy 1.0, 238 triệu. Lên đèn pha bi cầu, có đèn gầm, xi nhan trên gương. Giá chào bán của Hyundai Ghét là 238 triệu. Hiện tại em Hương có một đôi Hyundai Ghét các bác nhé. Màn hình Android đầy đủ rồi, ghế da cao cấp, trần da lỉ gần nỉ zin luôn. Táp ni táp lô nguyên bản cho em ạ. 238 triệu xe gia đình, có Hyundai Ghét. La răng thể thao, phanh ABS, chống bó cứng an toàn, 238 triệu ạ. Chào bác Hồng Nguyễn, chào anh Khúc Hải Hoàn, chào anh Phạm Thọ, chào anh Lên Võ này, chào anh Huỳnh Tân. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhá, nhiều mẫu xe thế này, giá chỉ từ 63 triệu là có ô tô đi rồi. Bên cạnh Hyundai Ghét là một chiếc xe Chevrolet Cruze đến 2013 đã là lên form rồi. Em này là 2018 này, Chevrolet Cruze biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng này, em đang bán với giá là 359 triệu. 359 triệu cho đời 2018, máy số zin, nước sơn màu trắng đẹp, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, điều hòa cũng tự động luôn. 359 triệu, quá là nhiều sự lựa chọn cho Hyundai Ghét luôn. Trắng có, vàng cát có, đen có. Bác nào hợp màu nào thì chốt màu đấy cho em nhé. Nội thất bên trong của Cruze này, lên màn hình rồi này, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, ghế da màu đen cao cấp, trần nỉ zin luôn. 359 triệu em còn bao hồ sơ. Ok chưa ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn. Chào bác Nguyễn Hồng, chào chị gái Vũ Thị Thịnh nào. Chị Thịnh ơi, lâu rồi không gặp chị nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào. Bên cạnh Cruze 2018 em còn có i10 bản tiêu chuẩn đây. i10 số sàn đời 2015, em đang bán là 215 triệu, máy 1.0, đăng ký đăng kiểm tới tháng 4 2023 đây. Nước sơn màu đỏ, màu đỏ là cái màu quá là nổi bật rồi. Bác nào hợp phong thủy thích i10, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu thì không thể bỏ qua đâu. Lên màn hình nhá, hết ngày mai mới chia sẻ được, còn mình đã. Ok anh Giai Trương Nguyễn nào,
không có anh trai Trương Nguyễn là một sự thiếu sót trầm trọng của em gái Lê Hương rồi. Nên là các bác ơi, đẩy view giúp em nào. Anh Trung Tâm ơi, anh Duy Khiêm Huy ơi, giúp em bằng những lời chia sẻ mới nào. Rất là nhiều mẫu xe mới luôn. Rất là nhiều mẫu xe mới nhá. Ở đây em còn về thêm Chevrolet Captiva, nước sơn màu vàng cát, số tự động, lên đèn pha bi cầu biển 35, xin nhan trên gương, Captiva đời 2010. À, xin lỗi, số sàn nha, xin lỗi. Captiva số sàn đời 2010, 238 triệu ạ. 238 triệu có Chevrolet Captiva. Thật sự là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi gầm cao chân dài quá là hợp lý luôn về giá này. Chất đi thì cực kỳ khỏe luôn rồi. Dòng xe này thì tất cả các chỉ số gương kính keo chỉ giữ nguyên đời nguyên máy cho em nhé. 20 mấy nhỉ? 2010 nhưng mà chỉ có 238 triệu thôi. Chevrolet Captiva màu vàng cát, phanh ABS chống bó cứng an toàn, biển 10 năm, 7 chỗ ngồi gầm cao, có Chevrolet Captiva nhé. Chào bác Khuất Sáng, chào anh Hoàng Huy, chào thầy giáo lái xe nha. Đào tạo lái xe cho thầy giáo rồi. Các bác như mình ơi, tham gia livestream giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nào. Bên đây thì em còn có thêm một chiếc xe Daewoo, đến từ thương hiệu Daewoo, La City CDX này. La City CDX, dòng xe nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động, đời 2009, máy 1.6 này, lên full option hiện đại rồi. Giá chào bán là 240 triệu. 240 triệu cho chiếc xe La City CDX đời 2009 nhé. Đề lổ thông minh, số tự động dễ đi, điều hòa tự động, đèn pha tự động, cửa sổ trời. 240 triệu có La City CDX đi ạ. Chào anh Giai Lê Nguyện, chào anh Giới Võ này, chào anh Trần Thế Anh, chào chị gái Ngọc Oanh này. À, chào anh Giai Ngọc Oanh này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view nhiệt tình lên cho em nào. Đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang để không bỏ lỡ nhiều video của em Hương nhé. Nhiều mẫu xe về phục vụ bà con nhà mình. Giá chỉ từ vài chục triệu cho tới hơn 1 tỷ em cũng có này. Đang về thêm hai chiếc xe Santa Fe tầm 1 tỷ em cũng có nhé. Bên đây em còn có Hyundai Avante. Hyundai Avante nước sơn màu đen, biển thủ đô Hà Nội, máy số zin, một chủ sử dụng, đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014 nhé. Một chủ sử dụng từ đầu, máy số zin, nước sơn màu đen quốc dân, lên cửa sổ trời, có điều hòa auto tự động cho em ạ. Và em đang bán chiếc xe Avante biển thủ đô này với giá là 370 triệu. 370 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante các bác ơi. Củ số rích rắc, ghế da cao cấp, lên cửa sổ trời rồi, gương kính cụp chỉnh điện cho em ạ. Em đang bán chiếc xe này với giá là 370 triệu có Hyundai Avante nhé. Các bác nhà mình ơi, đẩy view giúp em nào, thương em bằng những lời chia sẻ mới nào. Các bác nào nhiều mẫu xe như thế này, Hyundai Avante đây ạ. Bên đây thì em có cho các bác nhà mình một chiếc xe Kia Morning này. Em này thì vừa mới về nhá, em chưa nhập nhớ giá rồi. Captiva số sàn 2010 là 238 triệu này. Bên đây em còn có Hyundai Accent. Accent nếu như đợt trước em chỉ còn đời sâu thôi, ngày hôm nay về luôn cả đời 2020 này. Các bác vừa đi gia đình vừa đi dịch vụ ok luôn. Hyundai Accent biển 34 tư nhân Hải Dương, na răng đa chấu, phanh ABS đầy đủ rồi. 2020 phím mở một trạm thông minh hai cánh trước, màu trắng đẹp. Hyundai Accent em đang chào bán với giá là 445 triệu. 445 triệu hỗ trợ trơn trượt, vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng rồi. Accent em đang bán là 445 triệu ạ. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm nhé. Có mấy hôm Z mà lưới trống. Mấy hôm Z1 là bãi cũng trống luôn. Bán xe luôn tục, ngày chốt 8-9 xe. Lưới cũng tan tành ra rồi. Chắc là năm mới phải làm lại rồi anh ơi. Nhà hôm nay em còn có cả Tucson này. Hôm qua thì chốt Tucson biển 61, mới về được 2 hôm thì chốt về Bắc Giang rồi. Còn đây là chiếc xe Hyundai Tucson 2 cầu. Tucson 2 cầu máy xăng, số tự động đời 2010. Và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 nhé. Giá chào bán là 439 triệu ạ. Hai cầu máy xăng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa auto, ghế da zin, cửa sổ trời full HD. Tucson em đang bán là 439 triệu đời 2010. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 đây ạ. Có Hyundai Tucson này. Và ngày hôm nay còn về thêm Hyundai Tucson nữa đây. Lại về thêm Tucson biển 35 nước sơn màu xanh. Nhưng mà chiều nay em sẽ lên video nhé, chưa cập nhật được giá rồi.
Hiện tại đang có hai chiếc xe Hyundai Tucson, dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV này, có đen, có xanh, giá 450 triệu quay đầu. Nên các bác thích Tucson em có Tucson này. Còn biển 61 kia là về làm dâu Bắc Giang rồi còn đâu. Bên đây là một chiếc xe i30 nữa nhá. i30 đời 2008, bản nhập Hàn, biển 99 Bắc Linh, lên pha bi cầu. i30 hiện tại em Hung đang có 3 chiếc, giá chỉ từ 315 triệu quay đầu thôi. Chiếc màu xanh này là 295 triệu. Bác nào tài chính chưa tới 300 thì có thể cân đối cho em chiếc xe này nhá. Chưa tới 300 triệu. i30 295 triệu nhập Hàn nguyên chiếc, cửa sổ trời, điều hòa tự động, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em ạ. Có i30 đây. 7 chỗ ngồi em có tự động là một là Innova. Em chào anh Giai Lam Nguyễn nha. Anh Giai Lam Nguyễn vẫn thất hứa với em một cuộc hẹn anh Giai Lam Nguyễn nhá. Chào anh Mưa Mùa Đông, chào anh Trường Văn Dũng, chào anh Nguyễn Thành Luân này. Ở đây em có hai chiếc xe số tự động màu đen. Một là Chevrolet Orlando. Orlando số tự động đời 2012, giá chào bán là 320 triệu. Orlando màu đen biển 15 Hải Phòng, cũng lên cam 360 rồi. Giá chào bán là 320 triệu, số tự động 7 chỗ ngồi. Đời 2012 máy 1.8 nhá, có cho em một chiếc xe Orlando đây. Số tự động 7 chỗ ngồi, em đang có Orlando này, Innova này và Captiva này. Anh à? Này đi có 16 rồi. Cộng 16 rồi. Tỷ 6 rồi. Ở đâu? Đâu ra? Từ mấy rồi? Con nào? Đất á? Không. Thái hiểu cái gì? Ai? Ở đâu ra? Cố lên. Orlando em có luôn này. Orlando 2012 320 triệu này. Bên cạnh Orlando là có Innova. Innova số tự động đời 2008 nhá. Thật sự là rất là hiếm khi mà em Hương về được Innova các bác ơi. Rất hiếm khi em Hương về được Innova. Innova 2008 máy 2.0 310 triệu đồng. Đời 2008 đây. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Màn hình Android cảm ứng, táp ly táp lô đẹp, trần nỉ zin, 3 hàng điều hòa độc lập đây. Có cho em Innova. Còn nếu như dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson nó chưa thể hiện được đẳng cấp của các bác nhà mình, thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một chiếc xe Toyota Venza, dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Em này nhập Mỹ nhá. Nhập Mỹ Toyota Venza đời 2009 này, biển 88 Vĩnh Phúc, lên pha bi cầu. Nhìn xe to cao hầm hố thôi nhưng mà chỉ có 5 chỗ nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao, xe chủ tịch đây. 555 triệu đời 2009 ạ. Nhập Mỹ nguyên chiếc này. Nhập Mỹ nguyên chiếc số tự động này. Các bác nhìn là trung tâm điều khiển của xe không khác ở xe chủ tịch chưa. Trần nỉ zin nhá. Có cho em này Toyota Venza 555 triệu đời 2009. Nhập Mỹ nguyên chiếc, máy zin, keo chỉ zin, sơn zin nguyên bản cho xe cho em ạ. Chào anh Giai Luân Hồ nhá. Chào anh Giai Ngô Tiến Toàn, chào anh Máu Sôi Máu Dũng à, chào anh Lâm Voi. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đẩy view giúp em nào. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Hyundai i10 nhá. Hyundai i10 số sàn đời 2015 màu đỏ này. Em này thì được bác chủ cũ lên pha bi cầu rồi. i10 biển 34 tư nhân Hải Dương, lên đèn pha bi cầu. Lước sơn màu đỏ đẹp, la răng thể thao, xin nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Em đang bán chiếc xe i10 này với giá là 216 triệu cho đời 2015 nhé. 216 triệu đời 2015, số sàn, lên màn hình Android cảm ứng, táp ly táp lô nguyên bản theo xe cho em ạ. Keo chỉ zin. Giá chào bán là 216 triệu có Hyundai i10 đây. Lên la răng, ốp mạ chrome, tay lắm cửa, lẹp chân kính, máy 1.0, bản thiếu nhá. Em này là độ lên bản đủ thôi, nhưng nó là bản thiếu ạ. Lên đèn pha bi cầu rồi.
Và ngày hôm nay còn về thêm một chiếc xe Hyundai Genesis ở đây. Hiện tại thì em Hương đang có hai chiếc xe thể thao nhé. Em này thì vừa mới về, em chỉ quay qua thôi. Vẫn là dòng xe hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi thể thao. Một chiếc biển kiểm soát 75 của anh Giai Cường Đô La. Và hôm nay về thêm một chiếc nữa biển 86 của một chị gái đại gia làm chủ spa nhé. Làm chủ spa để lại cho em gái Lê Hương đây. Chiếc xe này có lẽ là để đi Tết rồi các bác ạ. Chưa rửa dọn gì khả năng là phải để đi Tết rồi. Tucson biển 61 dừng giao dịch, chốt dừng giao dịch về làm dâu Bắc Giang rồi. Ngày hôm nay ở phía bên ngoài đây em về thêm một dàn những dòng xe chủ tịch nhé. Bình thường em Hương có nhiều xe cỏ này, nhiều xe tập lái này, giá vài chục triệu, vài trăm triệu, hơn trăm triệu cũng có. Ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác nhà mình một vài mẫu xe chủ tịch. Những dòng xe mẹc nhé, mẹc xe 250, mẹc E300 em đều có này. Một chiếc xe mẹc E300 đời 2009, số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội đây. Em này là giá chào bán là 525 triệu. Bác nào mà thích dòng xe mẹc, rất là mẹc E300 là cao cấp nhất rồi. 525 triệu biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen. Cảm biến va chạm phía sau trước và sau là có 10 mắt cảm biến va chạm. Xin nhan trên gương, rửa đèn pha tự động có đầy đủ cho em nhé. 525 triệu mẹc E300 số tự động đây ạ. 525 triệu. Bên cạnh mẹc E300 là một chiếc xe E250. Mẹc xe 250 bản Blue cao cấp này. Em này thì chỉ có 379 triệu thôi. Cũng là đời 2009 nhá. Cũng là đời 2009 biển Hà Nội màu xanh. Nhưng mà giá chỉ có 379 thôi. Em kia thì 525 triệu ạ. Còn bên đây là một chiếc xe Honda City số tự động đây. City số tự động đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014. Em đang bán với giá là 365 triệu. Số tự động có Honda City nhé. City này, Civic này hầu như cứ về chiếc nào là bay chiếc đấy các bác ạ. Rất là nhiều các bác thích dòng xe Honda City và Civic, và Civic là vì độ đầm, độ chắc của em nó này. Có CVT và Civic luôn. Bác nào thích City có City này, thích Civic có Civic ạ. Và đây là City 2013 số tự động đăng ký 2014, 365 triệu. Bên ngoài đây còn rất là nhiều xe, ví dụ như là Ford Fiesta này. À, em Ghét này vừa mới về nhá. Một chiếc xe Hyundai Ghét, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đời 2010, nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi đây, Hyundai Ghét 160 triệu đời 2010. Đời 2010 nhá, biển thủ đô Hà Nội luôn. Giá chào bán 160 triệu có xe Hyundai Ghét đây. Bác nào thích xe Ghét, xe gia đình em có Hyundai Ghét này. Sơn si sạch sẽ, máy số ngon. Xe vừa mới về đây này, em chưa rửa dọn gì đâu. Hôm qua là chưa có đâu, hôm nay mới về đến đây nhá các bác nhá. Hôm nay mới về đến đây. Hyundai Ghét biển thủ đô Hà Nội, nhập Hàn nguyên chiếc, 160 triệu. Các bác nhà mình ơi, chụp lại biển số nhá, để nhớ là nếu mà muốn mua, kết bạn Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương tư vấn hỗ trợ này. Lại về thêm Tucson này các bác này. Lại về thêm Tucson này, 5 chỗ ngồi gầm cao, biển thủ đô Hà Nội này. 3-4 chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson phục vụ bà con nhà mình nhé. Còn bên đây là chiếc xe Ford Fiesta, số tự động đời 2012 và giá chào bán chỉ có bao nhiêu đâu, 295 triệu. Ford Fiesta số tự động 295 triệu đời 2012, máy 1.6 bản lắp ráp trong nước này, em có Ford Fiesta nhé. Chào anh Duy Nguyễn này, chào anh Hoa Bằng Lăng, chào anh Giai Tiến Đạt, chào bác Phạm Xuân Phạm Xuân Triệu này, chào anh Lê Lưu Hoàng Tuấn này, có phi Ford Fiesta đây. Ford Fiesta em có vừa đen vừa đỏ, vừa trắng vừa đỏ nhá. Màu trắng này là 295, màu đỏ là 285. Chưa tới 300 triệu có cho em một chiếc xe số tự động ạ. Sờ Bắc không chị, anh Lương bó mơ em có Sờ Bắc nhá, nhưng Sờ Bắc đi công vụ từ hôm qua đến giờ là chưa về đến nhà. Sờ Bắc em có 63 triệu màu xanh, nhưng mà đi công vụ bắt xe từ hôm qua đến giờ nên là chưa về đến nhà. 250 triệu được không em ơi? Anh ơi, em đang bán là 295 triệu nhá. Xe cũ em chỉ bớt cho mình nộc lá tầm 5 đến 7 triệu và em bao hồ sơ thôi. Đấy là khách trên livestream em bớt sâu luôn. Còn nếu như 250 triệu anh có thể cân đối sang Lacetti CDX nhé. Ford Fiesta em có 285 và 295. Anh cứ bớt đi rồi em bao hồ sơ. Nhưng không bớt được nhiều như vậy anh ơi. Một chiếc xe cỏ bớt như thế thì có mà em đóng cửa mất. Có bớt nhưng không bớt được nhiều như vậy anh nhé. Bớt làm sao để phù hợp hai bên ạ.
Anh Hoa Bằng Lăng ơi, để lại số điện thoại nào, em sẽ tư vấn cho anh một vài mẫu xe tầm 250 triệu. Vì 239 triệu, 150 triệu em đã có xe số tự động rồi. Morning 230 triệu có Morning nhá, tự động. 150 triệu có Morning tự động. Và bên đây là một chiếc xe Hyundai Galaxy. Chiếc màu vàng biển 86 kia là mới về sáng nay của một chị gái đại gia làm chủ spa, một chuỗi spa, một chuỗi thẩm mỹ viện ạ. Để lại cho em Lê Hương. Còn đây là chiếc xe Hyundai Galaxy của anh Giai Cường Đô La. Độ lên form dáng Ferrari rồi, biển 75 nhé. Lên pha bi cầu, một dàn ghế hơ mệt, gầm thấp, lốp to, số tự động, hai cánh cửa có Hyundai Galaxy đây. Một chiếc xe dành riêng cho những bác nào thanh liên nhé. Nội thất bên trong các bác nhìn này quá là chất luôn. Galaxy 495 triệu, nhìn như xe vài tỷ nhưng ngày hôm nay chưa tới 500 triệu đâu ạ. Hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, ghế da cao cấp đẹp, có Hyundai Galaxy đây ạ. Em có hai chiếc xe Hyundai Galaxy nhá. Chiếc này về được một thời gian khoảng nửa tháng nay rồi. Một chiếc nữa vừa rồi vừa mới về đấy ạ. Có hai chiếc xe thể thao ạ. Chào anh Giang Nguyễn Minh Quân ạ. Anh xem xe. Chào anh Giang Nguyễn Minh Quân nhá. Bên cạnh đây em còn có Y30 này. Y30 em có 3 chiếc màu bạc này, màu xanh này. Và đây là màu đỏ nhá. Y30 số tự động bản này là bản CW, tức là bản full kịch, có chìa khóa thông minh này. Đèn pha bi cầu, điều hòa tự động, phím mở một trạm thông minh hai cánh trước. Em đang bán chiếc xe Y30 này với giá là 315 triệu đấy ạ. Số tự động phiên bản hatchback nhưng không hề bị cụt đâu, khá là dài và rộng nhé. Y30 315 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Em chào anh Giai Phạm Đô này. Bên đây là ba chiếc xe nữa đây. Một chiếc mang tên Vios, Toyota Vios đời 20 đời 20 bao nhiêu, đời 2015, máy số zin, form cũ, máy đen. Em đang bán là 345 triệu có Toyota Vios biển 22 Tuyên Quang. Máy số zin, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng lớn rồi, có đầy đủ cho em nhé. Có đầy đủ cho em ạ, 345 triệu đời 2015. Đây là Toyota Vios này. Còn bên đây là một chiếc xe Hyundai Avante. Avante em Hương có 3 chiếc 3 màu, đều từ 370 triệu quay đầu nhé. Avante biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu lâu. Bác nào hợp màu lâu thì em có đây. 2010 à. Em này là đời 2013, số tự động máy 1.6 này. Lên cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Avante em đang chào bán với giá là 365 triệu đời 2013. Em có trắng, có đen và có lâu nhé. Có Hyundai Avante. Và bên đây là một chiếc xe cắt lỗ này. Một chiếc xe máy số zin, bao không lỗi, bao tiết hãng cho các bác luôn, nhưng cắt lỗ nhá. Eco Sport cũng là màu lâu. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao 415 triệu, ngày hôm nay cắt trên livestream 400 triệu, còn bao hồ sơ. Đời 2015, máy Eco, máy 1.5. Bản Titanium cao cấp các bác nhá, không phải bản chen đâu, bản Titanium cao cấp, tức là bản đủ này. Có cho em là cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Eco em đang bán là 415, ngày hôm nay cắt lỗ còn 400, bao hồ sơ. Và em còn cắt thêm các bác nhé, còn bớt thêm ạ. Nên các bác nhà mình ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Chào anh Sàn Nhà Nhớ Em này, chào bác Nguyễn Văn Bình, chào anh Giai Long Giang. Các bác ơi đẩy view lên cho em nào. Morning tự động, Kia Morning tự động đời 2004, giá chào bán 146 triệu có Kia Morning này. Cho anh xem Vios 4 gì ạ? 2010 ạ. Anh Nguyễn Văn Bình ơi, Vios em 2010 em tạm hết rồi. Hiện tại Vios em chỉ còn 2015 và 2017 thôi. Xe đăng ký 5 chỗ nhá. Anh Bình ơi để lại số điện thoại cho em nào. Nếu như mà anh thích Vios 2010 để lại số điện thoại cho em nào. 1-2 hôm nữa mà về thêm thì em báo anh nhá. Có Vios ạ. Bên đây thì em có thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đây, Kia Sportage. Kia Sportage đời 2010, máy xăng, 5 chỗ ngồi gầm cao. Em đang bán với giá là 430 triệu, nước sơn màu đen. Phím mở một trạm thông minh. Ghế da cao cấp đây, Kia Sportage, cửa sổ trời full HD, 430 triệu ạ. Y30 ạ, Y30 chạy cho nhóm quá.
Y30 là đời 2009 anh Luân Hồ. Em có 3 chiếc Y30 nhá. Màu xanh, màu đỏ và có màu bạc nhá. 2008, 2009 là Y30 nhá. Còn bên đây là Hyundai Y10. Y10 thì em đang bán là 238 triệu số sàn xe gia đình. Đời 2014 này. Bên đây thì em còn có Accent này. Accent màu trắng thì tự động hôm qua em chốt rồi, chốt vào Thái Bình rồi. Em còn Accent số sàn nhập khẩu nhá. Accent số sàn bản nhập máy 1.4 biển 24. Lên pha bi cầu, xi nhan trên gương cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Em đang bán với giá là 338 triệu đời 2014 số sàn ạ. Y10 thì em có cả bản sedan nhá. Y10 sedan em có vừa bản tiêu chuẩn vừa bản đủ nhá. Y10 bản đủ đời 2016 em đang bán là 295 triệu máy 1.2. 295 triệu bao hồ sơ. Còn Toyota Vios thì em có một đôi song sinh đời 2017 màu vàng cát. Toyota Vios đời 2017 form mới máy trắng nhá. Em đang bán với giá là 383 triệu ạ. Anh Duy Nguyễn ơi, em có bán tải Ford Ranger Wildtrak bản 3.2 máy turbo 2017 luôn. Em có nhá, anh Duy Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Hôm nay nhà em không để ở nhà. Bán tải Ford Ranger Wildtrak máy turbo bản 3.2 màu cam lâu đấy ạ. Em đang bán là 760 triệu ạ. Hai cầu, số tự động ạ. Để lại số điện thoại cho anh Thanh Duy Nguyễn ơi. Có bán tải Ford Ranger Wildtrak luôn. Innova thì em có số sàn, số tự động này. Bán tải Wildtrak em có này. Máy turbo 3.2, 2 cầu ạ. Có Zio hatchback không Hương ơi? Anh Đức bảo đồ ơi, đi làm gì hatchback hả anh ơi? Zio hay là Accent, anh cứ đi bản sedan 2 đầu cho em. Anh Đức ơi, em mới về này. Em mới về Zio này. Đức, anh Đức ơi đừng đi Zio. Đi Zio, à đừng đi hatchback. Nếu như hatchback thì anh đi Morning Y10 hay là Y20, Y30 còn hợp lý. Chứ Zio với cả Accent mà đi hatchback nó vừa phèn xe mà nó vừa xấu anh ạ. Anh đi con này cho em này. 398 triệu con này 2016 nhưng giá chỉ bằng 2015 thôi. Anh Đức mà lấy con này thì em vào tên cho anh luôn. 398 triệu vào tên luôn. Máy số zin lên cam 360, màn hình xịn 2016 nhá. Đấy, anh là đi Zio và nhập Hàn đi. Đây đi Zio nhập Hàn nhá, số tự động nhập Hàn nguyên chiếc. Phiên bản sedan 2 đầu. Anh sau này có đi đám cưới, đám xin nhà mình có anh em họ mà có mượn xe mà làm hoa xe hoa nó cũng sang cơ. Đi hatchback cái phần này nó bo tròn vào. Nếu như dòng như Y10 hay là Morning hay Y30 thì nó còn không điêu. Chứ riêng những dòng xe như Zio và Accent cứ đi 2 đầu cho em. Nhìn cái xe nó sang lên bao nhiêu mà rất là đẹp luôn. Đây nhập Hàn đây, nhập Hàn 2016 nhưng giá bằng 2015. Lại còn lên cam 360, màn hình xịn. Vô lăng tích hợp các phím bấm đầy đủ cho em rồi. Nhớ ga tự động. Mùa bóng thì bao giờ nó cũng rẻ hơn một chút nhá. Thời điểm bây giờ các bác mua xe còn hợp lý nhá. Một vài bữa nữa mua là hơi bị hiếm xe đẹp như này luôn ạ. Anh Đức ơi lấy con này đi anh ạ. Em nói thật anh Đức, lấy con Zio này này. Bao vào tên cũng chỉ có 398 triệu thôi. Lên hết đầy đủ đồ chơi rồi. Cam 360 tức là cam quanh xe rồi. Hai bên gương trước sau có hết cam rồi. Đi cực kỳ an toàn khi mà mình quan sát được cam 360 nhá. Chào anh Tạ Quốc Anh này, chào anh Trịnh Văn Tuấn này. Đấy, có Y30 này. Cờ rui thì có một đôi, ba chiếc cờ rui màu vàng cát. 2016 form mới máy zin 325 triệu. 2011 form cũ nhưng mà máy cũng zin luôn, 245 triệu. Có 2013 nữa. Rất là nhiều mẫu xe nhá. Anh Đức ạ, đi luôn Zio đi. Đừng đi hatchback, hatchback đi form khác thì sẽ đẹp. Ví dụ như hatchback đi Y30, form dáng nó còn dài rộng thì nhìn nó không bị cụt, không bị tù xe. Màu xanh đẹp đây, giá 295 triệu thì đi con này sẽ hợp lý này. Còn nếu như Accent và Zio cứ đi bản sedan cho em, vừa đẹp vừa sang, rộng rãi với khoang cốp nữa. Các bác ơi đẩy view lên cho em nào. Avante thì em có quay màu đen rồi này. Ở đây còn có Avante màu trắng nhá. Avante máy số zin đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2013. Em đang bán với giá là 350 triệu ạ.
350 triệu có Hyundai Avante nhé. Số tự động dễ đi, điều hòa tự động, cửa sổ trời. Giá chào bán 350 triệu có Hyundai Avante đây ạ. Các bác nhà mình thích xe Avante thì em có đủ màu, 3 màu luôn. Zio thì có màu trắng này. Đang lăn tăn là không biết có thêm một chiếc em Zio về nữa không. Vì nhà đang rất là nhiều Zio, có 2 chiếc Zio rồi. Nhưng mà khả năng em sẽ thêm một chiếc xe Zio màu đỏ nữa nhé. Màu đỏ nữa ạ. Con xe S34 đâu nhở? Con nào là con S nào em ơi đâu? Chị không để ý con nào mà biển số cơ. Gần nhà em à? Chị mới mua trên Hà Nội đi qua bãi nước ngầm, không biết là có gần khu vực nhà em không? Con nào con S nào nhở? Ba không không à? Con nào là con 300 nhở? Không nhớ luôn em ạ, không nhớ biển số xe luôn. Ví dụ như bảo là con Zio hay là con Tucson hay là con gì thì chị còn nhớ. À đây đúng không? Đây đúng không? Con này 2018 đấy. Con này anh ấy cũng mới bán lại đúng rồi. Con này Hà Nội này em này. 2018 359 triệu con này cũng mua được giá rẻ này Hoàng Hải này. Con này chị Hương mua gần nhà Hoàng Hải là cũng được giá đẹp này, lên để giá cũng để giá đẹp luôn nhá. Bình thường 2018 nó phải rơi vào tầm 370-380, nhưng ngày hôm nay bán chưa tới 360 luôn vì mua được giá đẹp. Nhiều mẫu xe thời điểm này quá hợp lý nhá. Các bác đừng để đến Tết rồi mới dồn vào mua, các bác ơi, mua bây giờ sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Em chào anh Giai Bùi Tấn, chào anh Nguyễn Thừa này, chào bác Nguyễn Ánh này. À bên đây em còn 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport nhá. EcoSport số tự động. Số tự động đời 2016 này. Hôm trước 16 biển 88 em về làm dâu Yên Bái rồi. Ngày hôm nay còn EcoSport nữa đây, biển Quảng Ninh, em này gốc Quảng Ninh, hồ sơ cầm tay. Giá chào bán ạ, xe nhà bạn em ok đấy. Có duyên chưa? Đúng là có duyên chưa, là sao Hoàng Hải mà bạn bán xe phải alo chị Hương nhá. Bạn mua xe bán xe phải nhớ phải alo chị Hương đấy. EcoSport 2016 đây. 445 triệu, ngày hôm nay còn 439 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bác nào chốt chiếc xe này 439 triệu em vào tên luôn. Trừ Hà Nội ra, vì Hà Nội vào tên hơi cao. Trừ thành phố Hạ Dừa, thủ đô Hà Nội ra thì em sẽ bao vào tên con này với giá 439 triệu ạ. Ok chưa ạ? 5 chỗ ngồi gầm cao 2016 zin đét cả xe, có eco gầm cao 5 chỗ này. Và bên đây là một chiếc xe Fortuner. Fortuner đời 2012, 430 triệu, số tự động có Fortuner nhá. Lên đèn pha bi cầu, 7 chỗ ngồi gầm cao tự động em có Fortuner đây. Bác nào thích Fortuner để lại số điện thoại cho em nào. Số tự động 2 cầu Fortuner đời 2012, 430 triệu, biển 88 Vĩnh Phúc này. Có Fortuner này, Accent thì có tự động màu xanh và tự động màu lâu nhá. Hyundai Accent đây, xe đẹp giá tốt ok, anh Long Giang chia sẻ lên cho em nào. Accent màu trắng thì đi lấy chồng rồi, Accent màu trắng làm dâu Thái Bình rồi. Ở đây em còn Accent màu xanh, ngày hôm nay cắt lỗ trên livestream luôn. Accent 2011 màu xanh 333 triệu, số tự động máy 1.4, nhập Hàn nguyên chiếc ạ. Bên cạnh Accent là một chiếc xe Lacetti CDX với tầm tài chính 250 triệu. Mà lăn tăn không biết mua xe nào thì các bác ơi alo cho em Lê Hương. Em sẽ tư vấn tầm tài chính cho các bác nhà mình nhé. Có Zio màu trắng không xốp em có anh Long Giang ơi, Zio em vừa mới quay lên luôn. 398 triệu máy số zin, màn hình xịn lên cam 360, nội ngoại thất đều zin đét cho em ạ. Em đang bán là 398 triệu nhé, bằng 2015 thôi. Xe quá là đẹp luôn, giá còn đẹp hơn luôn. Còn đây là CDX nhé, CDX màu xanh xám biển 15 Hải Phòng. Em đang bán là 245 triệu. Đời 2009 nhập Hàn nguyên chiếc máy 1.6, lên cửa sổ trời, điều hòa tự động, đề lỗ thông minh, sấy sưởi ghế số tự động. Nội thất bên trong quá là đẹp luôn, có Lacetti CDX ạ, nội thất màu da bò nhé. 245 triệu, quá là tuyệt vời luôn. Cờ rui thì em có màu vàng này, có màu xanh này, có màu trắng này. Và ngày hôm nay có cờ rui màu đen. Cờ rui một chủ máy zin 2013 lắp ráp tại Việt Nam. Em đang bán với giá là 275 triệu có cờ rui ạ. Có Accent đời cao không xốp ạ. Accent số sàn đời cao em đang trên đường về. Anh Xuân Cường để lại số điện thoại nhá. Accent 2019 màu trắng ngọc trinh đời cao số sàn.
giá chưa tới 400 triệu. Anh để lại số điện thoại đi, chiều nay em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết nhé. Bác nào đang cần tìm một chiếc Accent số sàn đời cao, chưa tới 400, zin hết cả xe thì để lại số điện thoại cho em nhé. Chiều nay em sẽ có xe về đấy ạ, đang trên đường về, chiều nay là về đến nhà thôi. Chào anh Giai Mạc Đức Huân, chào anh Nguyễn Quyên, chào bác Minh Đào, chào bác Đào Nguyễn. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream đừng quên những lượt thích trang nhé. Đừng bỏ quên thích trang để ngày mai chúng ta lại gặp nhau, giao lưu cùng với em Hương trong những buổi báo giá trực tiếp. Vì em Hương ngày nào cũng báo giá trực tiếp, lên rất là nhiều mẫu xe các bác nhé. Cờ đuôi một chủ máy zin 213 275 triệu. Ngày hôm nay thu hồi vốn bớt luôn cho các bác nhà mình 15 triệu, còn 260 triệu. 260 triệu biển 89 Hưng Yên. Các bác ơi chụp lại biển số cho em nhé. Chụp lại biển số cho em nào, thu hồi vốn này. Thu hồi vốn nhá, chuẩn bị về quê ăn Tết rồi, sắp đi đánh đào thuê rồi các bác ơi, đi trồng đào thuê rồi. Chào anh. Anh gì ơi, anh để tên không biết đọc như nào luôn. Avante quay rồi này. Xanh Avante có trắng, có nâu và có đen này. Em sẽ quay lại Captiva nhá. Captiva số sàn bản LT, bản LT là số sàn, bản LTZ là số tự động. Thì đây màu vàng cát 2010 Captiva 7 chỗ ngồi gầm cao số sàn. Em đang bán là 238 triệu có Captiva 7 chỗ ngồi gầm cao số sàn đây. Bác nào thích Captiva có Captiva. Còn đời cao thì em còn có cả in Accent đời 2020 số sàn biển 34 tư nhân nhá. 2019 đang trên đường về. Còn Kia Rio thì em có đây, 2016 máy số zin 398 triệu. 398 triệu full hết cả xe rồi, bản đủ full kịch rồi, không thiếu một cái gì. Từ cam 360 cho đến tất cả những option hiện đại khác em có hết rồi. Nhớ ga tự động cruise control đầy đủ cho em rồi. Số tự động này, máy số zin, nội thất đẹp, có Kia Rio đời cao đấy ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều mẫu xe mới các bác nhé. Giá chỉ từ 63 triệu nhưng rất là tiếc hôm nay xe 63 triệu đi công vụ từ hôm qua đến giờ chưa về. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream thì cho em Hương xin những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới ạ. Vừa rồi bác nào có để lại số điện thoại đây thì có lẽ là kết thúc livestream thì em sẽ xuống tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Xe sẽ tư vấn cho các bác nhà mình. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ tư vấn này. Hiện tại em Hương có những mẫu xe số tự động từ 146 triệu, 150 triệu có xe tự động này. 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi thì em có cho các bác nhà mình Mazda 3 Mazda C và Mazda gì nhỉ? 7 chỗ ngồi tự động 150 triệu có Mazda Fremacy nhá, 150 triệu. Tự động 5 chỗ ngồi có Kia Morning các bác ơi. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi livestream của em ạ. 11:30 ngày mai thì em Hương lại lên sóng báo giá rất là nhiều mẫu xe mới nhé. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn ạ. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và ủng hộ. Đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Mua bán trao đổi xe ô tô cũ đã qua sử dụng thì alo cho em các bác nhé. Có lẽ bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Cảm ơn các bác nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại.